lượt trả lời một số những cái câu hỏi. Tuy nhiên do cái thời lượng chương trình chúng ta cũng bị hạn chế, do đó chúng tôi cũng sẽ chọn ra một số những cái câu hỏi nào mà đặc biệt quan trọng, còn có những cái câu hỏi nó trùng lắp thì chúng ta có thể là sẽ lược bớt lại. Rồi, cái phần câu hỏi thứ nhất, có đồng nghiệp đã đặt cái câu hỏi như sau: là bệnh nhân mà có cái tiền sử dùng cái kinolon thì cảm giác có cái đau cơ rất là nhiều, thì xin hỏi cái trường hợp mà đã bị thất bại như điều trị với những cái lần đầu thì cái phác đồ bộ 3 hoặc là bộ 4 mà nên chúng ta có thể thay levofloxacin bằng cái thuốc nào hay không? Cái câu hỏi này rất là lý thú, vì chúng tôi cũng gặp rất nhiều những cái trường hợp mà bệnh nhân khi sử dụng cái nhóm kinolon á, thì họ bị cái tác dụng phụ, mà đặc biệt là cái nhóm kinolon thì người ta thấy là có nguy cơ thuốc nó sẽ thâm nhập ở cái mô sụn khớp và cái mô của cái cơ, do đó mà nó có thể gây ra một số tác dụng phụ ảnh hưởng trên cái sụn tăng trưởng cũng như là đối với lại cái cơ, và vì vậy mà cái tác dụng phụ là có thể nó gây ra một tình trạng viêm gân cơ hoặc là viêm viêm khớp vân vân. Tuy nhiên cái tác dụng phụ này đó nó cũng không phải là quá thường gặp, nó có nhưng mà không phải là quá thường gặp, và nó cũng tùy thuộc vào cái nhóm kinolon mà chúng ta sử dụng. Chẳng hạn là khi chúng ta sử dụng cái ciprofloxacin hoặc ofloxacin, norfloxacin thì cái tần suất xảy ra cái đau cơ đau khớp nó sẽ ít hơn là chúng ta sử dụng levofloxacin. Và thông thường thì những cái ca mà trước khi mà sử dụng cái thuốc kinolon thì chúng tôi cũng phải có cảnh báo bệnh nhân và cũng khuyên bệnh nhân là trong cái suốt 2 tuần điều trị đó thì không nên mà vận động quá mạnh, tức là khi không nên tập những cái thể dục thể thao mà với cái cường độ mạnh, mà chúng ta chỉ là những cái sinh hoạt thông thường thôi, và hạn chế khi mà thấy mà có tình trạng đau đau cơ đau khớp gì đó thì phải báo với lại bác sĩ điều trị để chúng ta có thể điều chỉnh liều. Và thường cái triệu chứng nó xảy ra là chủ yếu là khi chúng ta sử dụng liều 2 viên một ngày, 500mg 2 viên một ngày đối với levofloxacin. Những cái trường hợp đó thì chúng tôi thường là chúng tôi có thể giảm bớt liều, và có những trường hợp chúng tôi sử dụng là 1.5 viên, tức là 1 viên buổi sáng và nửa viên buổi chiều, hoặc là thậm chí có những trường hợp tôi giảm còn 1 viên buổi sáng thôi, thì bệnh nhân vẫn có dung nạp với thuốc và bớt đau, và đồng thời là bệnh nhân vẫn có đạt được cái hiệu quả tiệt trừ. Vì chúng ta biết là cái levofloxacin nó là một cái kháng sinh mà tác dụng tại cái cơ chế tổng hợp của protein của virus của vi khuẩn, do đó mà nó cần có một cái sử dụng một cái liều mà chúng ta có thể sử dụng 1 liều hoặc là 2 liều trong một ngày, và nên dùng cái liều mà khởi đầu là liều cao, và chúng ta có thể là thậm chí tôi có thể cho bệnh nhân uống là trong ngày là 1.5 viên buổi sáng, uống một lần thôi thì bệnh nhân cũng có giảm đi những cái tác dụng phụ liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên là chúng ta cần phải có cái sự cảnh báo, và trong trường hợp nếu bệnh nhân không dung nạp thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi cái thuốc khác. Có một cái tác dụng phụ cũng liên quan đến cái nhóm kinolon, đó là bệnh nhân mất ngủ. Vì vậy mà có những cái trường hợp bệnh nhân bị mất ngủ rất nhiều, và nếu cần ta phải cho thêm những thuốc hỗ trợ về đêm, và uống thuốc ngủ về đêm, và thậm chí là chúng ta nên khuyên bệnh nhân uống, nếu mà được thì nên uống cái liều vào buổi sáng nhiều hơn là uống vào cái buổi chiều. Có câu hỏi tiếp theo là tại sao mà chúng ta không hỏi về cái lịch sử sử dụng kháng sinh của bệnh nhân mà cho làm kháng sinh đồ trước? Thật ra thì thông thường thì không ai cho bệnh nhân làm cái kháng sinh đồ trước cả, mà chúng ta phải, nếu bệnh nhân mới khám lần đầu thì chúng ta thường là chúng ta sẽ điều trị theo kinh nghiệm, tức là kinh nghiệm ở đây là người ta dựa vào những cái nghiên cứu của cái quốc gia hay là của cái vùng mà chúng ta ở đó, là cái tỷ lệ mà đề kháng kháng sinh nó nhiều hay ít, và cái loại kháng sinh nào là thường là bị đề kháng. Và thứ hai là chúng ta cũng dựa vào những cái báo cáo của các cái tác giả trong nước mà nghiên cứu cho thấy là cái phác đồ nào mà còn là cái hiệu quả cao, thì chúng ta sẽ có thể là điều trị theo kinh nghiệm ngay từ đầu bằng cái phác đồ đó. Trong trường hợp thất bại lần thứ hai thì chúng ta cũng sẽ điều trị theo cái khuyến cáo là
bước 1 thì chúng ta dùng thuốc gì, bước 2 là chúng ta dùng thuốc gì. Và trong trường hợp lần thứ 3 mà đã bị thất bại đó, thì chúng ta không nên cố gắng thay đổi thuốc nữa, mà chúng ta nên cho bệnh nhân làm kháng sinh đồ, thì chúng ta chọn ra những cái kháng sinh nào phù hợp. Và thậm chí có những trường hợp chúng tôi cho làm kháng sinh đồ, bệnh nhân kháng hết tất cả thuốc, thì những cái trường hợp đó thì có khi là chúng tôi vẫn phải theo dõi bệnh nhân và điều trị triệu chứng trước, rồi một thời gian sau, có khi là phải kéo dài trong một thời gian sau, thì chúng tôi cho bệnh nhân làm lại kháng sinh đồ để chúng ta đánh giá lại cái tình trạng nhạy cảm của vi khuẩn, và chúng tôi có thể chọn lại kháng sinh phù hợp. Tại chúng tôi biết là có những trường hợp khi mà ngưng những cái không sử dụng những kháng sinh một thời gian đó, thì cái sự nhạy cảm của cái vi khuẩn nó sẽ có thể là phục hồi trở lại, đặc biệt là đối với lại clarithromycin nếu chúng ta không lạm dụng clarithromycin. Một cái câu hỏi tiếp theo là dành cho bác sĩ Đặng Minh Luân. Thì theo như cái báo cáo đó của bác sĩ Luân, thì nếu như mà bệnh nhân có cái kết quả nội soi và sinh thiết là teo cái niêm mạc mà mức độ là C2 và mô bệnh học thì không thấy loạn sản hay là chuyển sản, nhưng mà vi khuẩn H. pylori thì âm tính, thì lúc đó chúng ta cần theo dõi qua nội soi và điều trị dự phòng như thế nào? Xin mời bác sĩ Luân. Kính thưa quý đồng nghiệp, thì rất cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì đây là một cái vấn đề đúng là cũng rất là thường gặp trong thực tế. Thì chúng ta thấy rằng là teo niêm mạc C2 được định nghĩa là cái bờ teo nó khu trú ở cái vùng bờ cong nhỏ thôi, nhưng mà nó vượt quá cái góc bờ cong nhỏ rồi, nhưng mà nó chưa vượt quá 1/2 của cái vùng thân vị, thì chúng ta tính là C2. Thì về mặt định nghĩa đó, thì teo C2 vẫn được tính làm cái teo mức độ nhẹ thôi, chứ chưa được tính làm teo mức độ trung bình hay nặng. Thì thực tế nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân teo C2 đó, thì khi mà chúng ta làm cái lo test mà HP âm á, thì một cái lời khuyên của chúng tôi là chúng ta thấy khi mà chúng ta thấy bệnh nhân có teo niêm mạc thì chúng ta phải rất cảnh giác cái chuyện nhiễm HP. Thành ra trong thực tế nếu mà bệnh nhân có làm test HP mà lo test mà âm tính, thì tôi vẫn khuyên là chúng ta có thể xem xét làm thêm một cái quyết thành chẩn đoán để cho nó chắc chắn là chúng ta không có nhiễm HP. Và nếu trong trường hợp mà chúng ta làm luôn cái quyết thành chẩn đoán mà bệnh nhân không có nhiễm HP đó, thì theo cái phân độ teo C2 thì vẫn là một cái mức độ teo mức độ nhẹ, thành ra chúng ta không có cái khuyến cáo phải theo, bắt buộc phải theo dõi trên cái nội soi dạ dày. Xin cảm ơn. Xin hỏi bác sĩ Luân là trong trường hợp này chúng ta có thể dùng những cái thuốc gì để bảo vệ niêm mạc, hay là chúng ta có một cái vấn đề theo dõi nào thêm hoặc là hỗ trợ gì thêm cho cái trong trường hợp mà bệnh nhân đã có những cái thay đổi trên cái mô bệnh học nhưng mà chưa có cái bằng chứng gì rõ của cái vấn đề ác tính? Xin mời bác sĩ Luân. Dạ, này thì đây là một cái câu hỏi cũng được rất nhiều các tác giả quan tâm. Thì hiện tại thì có 3 cái nhóm thuốc chính được nghiên cứu để trong những cái bệnh nhân mà có những cái tổn thương tiền ung thư như là viêm teo hoặc là chuyển sản ruột. Thì đầu tiên cái nhóm thuốc mà được nghiên cứu nhiều nhất là cái nhóm thuốc NSAID, bao gồm cả luôn cái chế cốc 2. Thì người ta thấy rằng là thực ra cái nhóm NSAID bao gồm cả chế cốc 2 á, nó có làm giảm được cái nguy cơ tiến triển thành ung thư dạ dày. Tuy nhiên cái hiệu quả thì nó thấp thôi, nó nhỏ, và nó chủ yếu là nó sẽ mất đi khi mà chúng ta tiệt trừ Helicobacter pylori. Do cái hiệu quả nó nhỏ mà cái tác dụng phụ nó nhiều quá, giống như bài của tiến sĩ Công trình bày đó, có quá nhiều tác dụng phụ, thành ra hiện tại người ta không khuyến cáo sử dụng NSAID để mà làm cải thiện các cái tổn thương mô học cho bệnh nhân. Cái nhóm thuốc thứ hai mà cũng được nghiên cứu đó là các cái thuốc kháng oxy hóa, chẳng hạn như vitamin E hoặc là vitamin A. Thì chúng ta có khoảng 3 cái nghiên cứu về cái vấn đề này, thì kết quả cho thấy rằng là có vẻ như là các cái thuốc này nó không có hiệu quả để cải thiện được cái tình trạng viêm teo hoặc là chuyển sản ruột của bệnh nhân. Thành ra hiện tại cũng không được khuyến cáo. Một cái nhóm thuốc gần đây chúng ta cũng có nghiên cứu, chúng ta có khoảng 2 cái nghiên cứu kéo dài khoảng từ 6 đến 12 tháng sau khi chúng ta tiệt trừ HP. Đó là cái nhóm Rebamibine mà chúng ta cũng hay sử dụng trong thời lâm sàng. Thì kết quả khá là khả quan, cho thấy rằng Rebamibine có thể làm giảm viêm, giảm cái tổn thương viêm teo cho bệnh nhân. Một nghiên cứu thì nói rằng có thể làm giảm chuyển sản ruột cho bệnh nhân khi mà chúng ta dùng kéo dài sau khi chúng ta tiệt trừ Helicobacter pylori. Tuy nhiên chúng ta thấy là 2 cái nghiên cứu này cỡ mẫu khá nhỏ, thành ra về mặt chứng cứ thì chúng ta chưa đủ để mà chúng ta đưa ra một cái khuyến cáo là nên sử dụng Rebamibine cho những bệnh nhân này. Tuy nhiên cái kết quả khá là hứa hẹn, và thành ra là thực tế thì chúng tôi cũng có sử dụng cái thuốc này trong lâm sàng, còn cái khuyến cáo thì hiện tại chúng ta chưa có. Xin hết. Cảm ơn bác sĩ Luân. Một câu hỏi thứ ba dành cho bác sĩ Văn. Theo báo cáo của bác sĩ Văn thì là pantoprazole thì có nhiều ưu điểm hơn so với là các PPI khác, nhưng mà nếu chọn cái PPI khác á, thì chúng ta sử dụng 2 lần trong một ngày để điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori thì cái hiệu quả như thế nào,
hay là chúng ta chỉ dùng pantoprazole trong điều trị diệt Helicobacter pylori? Xin cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì như trong bài trình bày của tôi thì tôi có nói đến về cái những cái ưu điểm của pantoprazole trong cái cơ chế ức chế cái bơm hắc cộng ca cộng MT3 bằng cách nó gắn với cysteine 822, cũng như là cái nồng độ trong vết thương của nó khá là cao, và cái ái lực của pantoprazole với lại CYP19 khá là thấp. Thì như đã trình bày trong bài thì hiện nay trong tất cả những cái khuyến cáo của các hiệp hội tiêu hóa trên thế giới, của Maastricht 5, của ACG 2017, của AGA 2021 hoặc là của WGO 2021 thì đều không có khuyến cáo bất cứ một cái BBI nào cụ thể trong tất cả các phác đồ điều trị Helicobacter pylori. Vì thật ra tùy theo cái nghiên cứu mà chúng ta sẽ thấy là mỗi cái BBI nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau, đều làm cái hiệu quả của những cái nghiên cứu dựa trên những cái BBI khác nhau đều cho thấy là khi mà chúng ta sử dụng BBI với cái liều cao là 2 lần một ngày thì đều đạt được cái hiệu quả gần như là tương đương nhau trong tất cả các phác đồ điều trị thị trường HP. Do đó mà hiện nay trên thực hành lâm sàng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tất cả các loại BBI giống nhau, và chúng ta có thể cân nhắc xem xét pantoprazole thôi chứ không phải là bắt buộc nhưng mà chỉ sử dụng pantoprazole. Liên cái vấn đề này thì chúng tôi cũng có một vài cái lưu ý với tất cả các đồng nghiệp. Thì trên thực tế đó thì chúng ta có rất nhiều thuốc để chúng ta sử dụng, và tùy theo cái tình hình cụ thể của cái cơ sở của mình và chúng ta sẵn có cái thuốc gì thì chúng ta sử dụng cái thuốc đó. Tuy nhiên chúng ta cần phải quan tâm đến thứ nhất là cái chất lượng của thuốc, hoặc là chúng ta phải hướng dẫn nhân sử dụng đúng cách, tức là uống cái thuốc PPI là phải uống trước ăn ít nhất là khoảng 30 phút thì nó mới đạt được cái hiệu quả tối ưu, và cần phải có sự tuân thủ đúng theo cái liều mà hướng dẫn. Và đối với cái vấn đề chuyển hóa tại cái men CYP2C19 của các cái PPI đó, thì người ta cũng có một cái số nghiên cứu cho thấy chẳng hạn nếu như những cái thuốc nào mà nó có chuyển hóa nhanh tại hoặc là ái lực rất là mạnh đối với lại cái men CYP2C19 thì cái phác đồ điều trị chúng ta có thể sử dụng cái tăng cái liều gấp đôi của cái PPI thì để nó sẽ đạt được một cái hiệu quả cái hiệu quả nồng độ để mà đảm bảo cái tác dụng của cái thuốc. Và do đó mà chúng ta có thể là tùy theo cái điều kiện của cái cơ sở chúng ta có thuốc gì thì chúng ta sử dụng thuốc đó. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta xem xét, chúng ta cân nhắc, ví dụ chúng ta có rất nhiều các thuốc chọn lựa thì chúng ta có thể là chọn lựa dựa trên tính hiệu quả hoặc cái độ an toàn, sự tương tác thuốc, hoặc là một cái sự mà gọi là gắn kết với lại cái men CYP2C19 để chúng ta có thể là điều chỉnh hoặc là chọn lựa những cái phác đồ phù hợp. Có một cái câu hỏi tiếp theo dành cho tiến sĩ Công. Những trường hợp nào thì khi dùng cái NSAID thì chúng ta phải dùng dự phòng phối hợp với lại PPI hoặc là misoprostol? Thì chẳng hạn như là khi dùng NSAID thì dùng bao lâu thì chúng ta mới dự phòng, hay là ngay từ đầu là chúng ta đã dùng dự phòng rồi? Mời tiến sĩ Công mở cái micro ạ. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn, câu hỏi này rất là hay. Cái câu hỏi này thường hay gặp trên lâm sàng, nhưng mà khi chúng ta điều trị cái thuốc NSAID làm sao để bảo vệ được cái dạ dày, khi mình điều trị được cái nó người ta gọi là giảm đau ở ngoài da mà rát trong lòng, thì cuối cùng là mình không đi giải quyết gì hết. Và chúng ta biết rằng thuốc NSAID thì nó có nhiều cái ức chế cấp 1, ức chế cấp 2, hay là nó ức chế không trùng lập là cả hai. Nếu chúng ta sử dụng những cái thuốc mà nó ức chế cấp 1 thì nó sẽ làm cho cái yếu tố bảo vệ của dạ dày nó sẽ giảm đi. Trong khi đó thì cái acid chloric nó tăng lên thì nó sẽ làm cho cái sự cái chênh lệch yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy nó sẽ tăng lên, do đó nó gây ra loét. Và do đó mà khi chúng ta sử dụng NSAID thì ta phải đánh giá của thử bệnh nhân yếu tố nguy cơ tim mạch hay không, yếu tố nguy cơ tiêu hóa hay không, và từ đó chúng ta sẽ chọn đó là NSAID cấp 1 hay là chúng dùng ức chế cấp 1 hay là ức chế cấp 2 hay là không trùng lập. Và khi mà chúng ta đối với cái bệnh nhân mà đã có những cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như lớn hơn 60 tuổi, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ trước đây đã viêm rất nhiều tái tràng, trước đây cả xuống dưới tiêu hóa, thì khi chúng ta sử dụng thuốc NSAID thì phải phối hợp với PPI để phòng ngừa cái biến chứng của rất nhiều tái tràng.
và cái thời gian điều trị thì người ta thấy rằng thời gian điều trị tới bây giờ có nhiều guideline đã nói mình đã sử dụng NSAID thà phải sử dụng PPI, khi chúng ta ngừng NSAID thì chúng ta sẽ ngừng cái thuốc PPI. Cảm ơn bác sĩ Công. Một câu hỏi tiếp theo liên quan đến cái chủ đề xuất huyết tiêu hóa. Một cái bệnh nhân mà đang xuất huyết tiêu hóa mà xét nghiệm urea thì âm tính, nhưng mà để mà xác định chính xác là bệnh nhân có nhiễm Helicobacter pylori hay không thì chúng ta cần phải đánh giá và làm thêm những cái xét nghiệm gì? Thì thật ra chúng ta thấy rằng là đang lúc bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa thì khi mà tôi là chúng ta làm cái clot test hoặc là cái test urea nhanh thì có thể nó sẽ cho cái kết quả âm tính giả. Vì vậy thường là hoặc là trong cái lúc mà nội soi đó thì thường thường người ta các bác sĩ nội soi không có làm cái xét nghiệm test urea nhanh, và chúng ta cứ tập trung cái chuyện mà điều trị cái cầm máu và cái điều trị ổn định xuất huyết tiêu hóa. Còn cái chuyện mà chúng ta tìm cái nguyên nhân có phải do nhiễm Helicobacter pylori không thì chúng ta có thể có nhiều cách, hoặc là khi bệnh nhân đã ổn định cái xuất huyết đó thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thử huyết thanh để xem coi bệnh nhân đã có nhiễm vi khuẩn hay không. Nếu bệnh nhân này chưa từng điều trị lần nào thì cái test mà huyết thanh kháng thể mà kháng Helicobacter pylori mà dương tính thì vẫn có giá trị để chúng ta có thể điều trị. Hoặc là thứ hai chúng ta lưu ý, nếu như cái ổ loét mà nằm ở tá tràng thì gần như là trên 90% trường hợp là nó có liên quan đến nhiễm Helicobacter pylori, thì cái khả năng mà chúng ta điều trị cái vi khuẩn thì chúng ta cũng sẽ xem xét cái chuyện điều trị H. pylori, và thậm chí cũng không có quá gọi là vội vàng. Khi mà chúng ta gọi là khi bệnh nhân ổn định hoàn toàn và đã ổn định và xuất viện trong những lần tái khám thì trong khi mà bệnh nhân tái khám đó, chúng ta vẫn có thể cho bệnh nhân kiểm tra lại chắc chắn bằng cái test hơi thở. Khi mà bệnh nhân đã ngưng cái PPI thì chúng ta có thể là sẽ test cái vi khuẩn. Tại vì cái vấn đề điều trị cái vi khuẩn Helicobacter pylori không phải là để chữa cái xuất huyết tiêu hóa, mà chúng ta sẽ điều trị để mà nó tránh cái tái phát của cái loét, để mà hạn chế cái nguy cơ mà biến chứng chảy máu tiếp theo. Do đó mà chúng ta phải lưu ý cái chuyện là phải tầm soát, nhưng mà không có cần là phải làm ngay trong cái thời điểm bệnh nhân đang chảy máu. Một cái câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Luân. Thì trong cái phần trình bày có đề cập đến cái test Sinogen, thì trong trường hợp mà chúng ta thấy là bệnh nhân mà có cái chỉ số test Sinogen và HB âm tính thì chúng ta cần phải cẩn trọng như là cái pepsinogen mà giảm. Rồi, xin mời bác sĩ Luân. Thì một trong những cái lợi ích của chúng ta sử dụng cái các cái chỉ dấu ấn chỉ điểm là pepsinogen đó là chúng ta có thể kết hợp với cái Helicobacter pylori mà chúng ta làm test huyết thanh. Thì người ta chia bệnh nhân ra làm 4 nhóm. Cái nhóm đầu tiên là những trường hợp mà có HB âm tính và pepsinogen bình thường không có giảm, thì cái nhóm này người ta có thể tạm hiểu là bệnh nhân không có viêm dạ dày luôn, tại vì là HB âm tính rồi và không pepsinogen bình thường. Cái nhóm thứ hai là một cái nhóm mà có pepsinogen bình thường không có giảm mà HB dương tính, tức là cái nhóm này là nhóm có viêm dạ dày HB nhưng mà niêm mạc nó không có teo và nó không có chuyển sang ruột, thành ra cái nhóm này người ta xếp là nguy cơ trung bình. Cái nhóm mà được tính là có nguy cơ cao là những cái nhóm mà có giảm pepsinogen. Thì trong cái nhóm giảm pepsinogen người ta lại chia làm hai nhóm, là cái nhóm đầu tiên là giảm pepsinogen kèm theo là HB dương tính, tức là lúc này là tính là nguy cơ cao, và cái nhóm cuối cùng là cái nhóm mà pepsinogen giảm kèm HB pylori âm tính luôn, là nguy cơ rất cao. Là tại vì sao? Tại vì tại cái thời điểm mà pepsinogen giảm và HB âm tính là lúc đó bệnh nhân đã vô cái giai đoạn là chuyển sản ruột toàn bộ cái niêm mạc dạ dày rồi, thành ra lúc đó không còn HB trong dạ dày nữa, và lúc đó chúng ta làm cái test xuất thanh là âm tính. Do đó những bệnh nhân này có nguy cơ xuất hiện ung thư dạ dày cao hơn khoảng 20 lần so với cái nhóm đầu tiên, tức là HB âm tính và pepsinogen bình thường. Thành ra đó là cái nhóm mà chúng ta đặc biệt phải lưu ý quan tâm khi mà chúng ta làm nội soi dạ dày cho bệnh nhân. Em xin hết. Liên quan đến cái pepsinogen đó, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh là tại sao mà pepsinogen nó giảm. Mà trước kia thì chúng ta có nghe đến những cái báo cáo cho thấy là người ta tầm soát cái ung thư dạ dày mà dựa vào pepsinogen. Thật ra thì chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu rằng là cái pepsinogen nó là một cái men
do tế bào của dạ dày tiết ra. Thì trong những trường hợp mà cái niêm mạc dạ dày nó đã có hiện tượng chuyển sản, nó viêm teo và nó có hiện tượng chuyển sản, thì cái khả năng mà sản xuất ra cái men estrogen nó sẽ bị giảm đi. Do đó mà thật ra cái estrogen nó chỉ là một cái chỉ số, mà một cái dấu ấn để mà gián tiếp nói lên là cái mức độ teo niêm mạc dạ dày nó ở mức độ nhẹ hay nặng mà thôi. Và đó chỉ là một cái cảnh báo, chứ còn không phải là chúng ta bất kỳ chúng ta thấy estrogen giảm là bệnh nhân chắc chắn là bị ung thư. Tuy nhiên đây là một cái lưu ý để chúng ta có một cái sự theo dõi sát sao hơn, để mà có một cái quan tâm và theo dõi bệnh nhân bằng cái nội soi định kỳ kiểm tra, để mà chúng ta phòng ngừa cái tiến triển của ung thư. Chứ còn chúng ta cũng đừng có hoàn toàn quá hoang mang khi mà thấy rằng là thể có estrogen hơi giảm là chúng ta là hoảng loạn, là đâm ra nhiều khi bệnh nhân cũng rất là căng thẳng khi mà cho khi bác sĩ cho làm cái xét nghiệm này mà thấy giảm, là bệnh nhân về tra trên mạng thấy là cái đây là chỉ số để báo hiệu ung thư là người ta rất là lo lắng. Do đó chúng ta phải có một sự giải thích cho bệnh nhân một cách là cách hợp lý. Một cái câu hỏi tiếp theo có lẽ là cũng dành cho bác sĩ Luân. Xin bác sĩ Luân cho biết là trong giai đoạn viêm teo hoặc chuyển sản ruột, thì ngoài cái việc điều trị tiệt trừ H. pylori để giảm nguy cơ ung thư, thì có thể sử dụng những cái thuốc gì để giúp phục hồi những cái tổn thương niêm mạc dạ dày hay không? Có lẽ cái câu này thì bác sĩ Luân lại cũng có trả lời, thì mời bác sĩ Luân nhấn mạnh lại thêm. Xin mời bác sĩ Luân. Thì khi mà chúng ta có những cái bệnh nhân bị viêm teo dạ dày đó, thì khi mà chúng ta làm nội soi phát hiện cái đó, thì chúng ta xin lưu ý giùm 3 điểm. Thứ nhất là nếu mà chúng ta đã phát hiện những cái tổn thương tiền ung thư đó, thì chúng ta cố gắng làm một cái nội soi đầy đủ cho bệnh nhân. Giống như trong cái bài có khuyến cáo, chúng ta cố gắng làm nội soi đầy đủ, chuẩn bị dạ dày thật tốt, làm một cái nội soi đủ thời gian, ít nhất là 7 phút, và đánh giá toàn bộ cái niêm mạc dạ dày để đánh giá mức độ lan rộng của tổn thương xem như thế nào. Nếu đó chỉ là một cái teo niêm mạc khu trú thôi, thì thường thì chúng ta không có cái hướng dẫn theo dõi bằng nội soi. Nếu nó là một cái teo niêm mạc lan rộng thì chúng ta phải theo dõi bằng nội soi sau đó mỗi 3 năm. Cái chuyện thứ hai, khi mà chúng ta thấy một cái teo niêm mạc dạ dày đó, thì giống như câu trả lời lúc nãy chúng tôi có nói, thì cái nhóm Ribamibay là một cái nhóm mà khả dĩ chúng ta có những cái bằng chứng hiện tại có thể cho thấy là có thể cải thiện được cái tình trạng viêm teo dạ dày của bệnh nhân. Và cái điểm thứ ba nữa, thực tế chúng tôi cũng nhận thấy là có những bệnh nhân họ bị viêm teo, theo dõi của chúng tôi điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori, sau một thời gian bệnh nhân bị tái nhiễm Helicobacter pylori. Cái tỷ lệ tái nhiễm Helicobacter pylori ở khu vực châu Á Thái Bình Dương này thì hiện tại các cái báo cáo cho thấy là cũng không quá cao, nó dao động từ khoảng 1-6% thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý, sau một thời gian có khi chúng ta phải tính lại cái chuyện tầm soát lại cho bệnh nhân, xem bệnh nhân có bị tái nhiễm hay không. Nếu bệnh nhân có bị tái nhiễm, có khi chúng ta phải điều trị tiệt trừ lại cho bệnh nhân. Và đó là những cái kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi đã từng gặp. Xin cảm ơn. Một câu hỏi tiếp theo thì liên quan đến cái phác đồ điều trị Helicobacter pylori. Thì câu hỏi đặt ra là hiện tại thì ở Việt Nam thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng cái phác đồ nào cho bệnh nhân nhiễm H. pylori mà mới phát hiện lần đầu, và những bệnh nhân mà đã từng điều trị thì chúng ta sử dụng phác đồ nào để mà khi mà chúng ta không biết rõ cái phác đồ điều trị trước đó thì chúng ta có thể điều trị như thế nào. Thì trong cái phần trình bày chúng tôi cũng chia ra những cái phần là chúng ta, nếu mà chúng ta bệnh nhân mới có điều trị lần đầu thì chúng ta chưa cần phải nội soi để làm cái kháng sinh đồ ngay, mà chúng ta có thể là điều trị theo kinh nghiệm. Và điều trị kinh nghiệm đây là chúng ta sẽ dựa vào những cái nghiên cứu của trong nước. Vì chúng ta đang sống ở Việt Nam thì chúng ta nên dựa vào những cái kết quả nghiên cứu của tác giả trong nước. Thì ở tùy theo miền khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, mà mỗi cái nghiên cứu nó sẽ thể hiện về cái hiệu quả điều trị của các cái vùng miền khác nhau. Tuy nhiên cho tới ngày nay chúng ta thấy người ta vẫn xếp cái theo cái khuyến cáo của Maastricht 2017, thì Việt Nam chúng ta đang nằm trong cái khu vực của cái tình trạng mà kháng clarithromycin và metronidazole là trên 15%. Do đó mà cái phác đồ ưu tiên trong cái lần mà điều trị đầu tiên đó, bây giờ người ta chỉ khuyến cáo là chúng ta sử dụng cái phác đồ 4 thuốc có bismuth. Sở dĩ mà qua rất nhiều nghiên cứu cho thấy phác đồ bismuth 4 thuốc mà nó hiệu quả trên 90%, vì chúng ta biết là trong cái công thức đó chúng ta biết là sử dụng 4 thuốc là có tetracycline, metronidazole và PPI cộng với bismuth. Thì chúng ta biết là cái tetracycline và metronidazole thì nó ít có ảnh hưởng bởi cái axit dịch vị. Do đó mà cái nồng độ thuốc
và cái thời gian bán hủy thuốc tương đối là nó được bảo tồn, ổn định. Và cái bismuth là một cái thuốc mà nó sẽ có cái tác dụng là hiệp đồng tăng cái hiệu quả của khi chúng ta sử dụng kháng sinh. Một mình nó thì điều trị không hiệu quả lắm, nhưng mà khi phối hợp kháng sinh thì người ta thấy những cái phác đồ mà khi ta có cho thêm bismuth thì nó tăng cái hiệu quả tác dụng của kháng sinh, và đặc biệt là đối với metronidazole. Và cái điều mà một số đồng nghiệp có hỏi rằng là chúng ta đang sống trong cái vùng kháng metronidazole, tại sao chúng ta sử dụng lại metronidazole thì nó vẫn hiệu quả? Thì trong cái phác đồ mà bốn thuốc này đó thì người ta khuyến cáo là vì chúng ta đang ở cái vùng kháng metronidazole, thì đặc biệt cái metronidazole là khi chúng ta tăng cái liều lên thì cái người ta thấy rằng cái MIC của nó được cải thiện tốt hơn. Và chính vì vậy mà bây giờ đối với lại cái những cái trường hợp mà ta nghi ngờ là có kháng metronidazole thì chúng ta sử dụng cái liều metronidazole là 1.5 gram hoặc thậm chí là 2 gram một ngày, tức là chúng ta phải sử dụng là ít nhất là cái viên 250 thì phải là 6 viên hoặc là 8 viên. Tuy nhiên nó chỉ có một cái hạn chế là khi chúng ta sử dụng liều cao như vậy đó thì nó sẽ gây ra một tình trạng mà tác dụng phụ gia tăng và cái số viên thuốc uống rất là nhiều. Do đó mà thường thay vì dùng metronidazole thì chúng tôi hay dùng cái nhóm thứ hai, thế hệ thứ hai là tinidazole hoặc là cecnidazole. Thì cái thuốc này đó thì nó có thời gian bán hủy kéo dài hơn và chúng ta chỉ cần sử dụng là 1.5 gram, tức là 3 viên tinidazole hoặc là cùng lắm là 4 viên thì chúng ta sẽ thấy là cái số lượng viên chúng ta uống vào ít hơn, thì bệnh nhân cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn, cái sự tuân thủ của ta sẽ tốt hơn. Còn đối với trong trường hợp mà bệnh nhân đã bị thất bại với cái phác đồ đầu tiên thì phác đồ thứ hai chúng ta phải hỏi kỹ bệnh nhân đã sử dụng cái thuốc gì từ trước đó. Nếu ta không biết tiền sử bệnh nhân là sử dụng gì, ta có hỏi là lần trước là uống bao nhiêu loại thuốc và cái thuốc đó nó có gây cái tình trạng là đi cầu phân có màu đen hay không. Nếu mà đi uống mà có phân màu đen là ta dự đoán là bệnh nhân có uống bismuth, và nếu bệnh nhân phải uống nhiều viên quá thì coi chừng là phác đồ bốn thuốc vân vân. Thì còn nếu bệnh nhân uống thuốc mà có cảm giác mà đắng miệng á thì coi chừng nó là có clarithromycin, hoặc là uống vô mà đau cơ đau khớp thì là coi chừng là levofloxacin. Như vậy thì chúng ta dựa vào cái tác dụng phụ của bệnh nhân hoặc là cái hỏi về cái cách sử dụng thuốc và số thuốc uống vào mà chúng ta cũng có thể dự đoán phác đồ trước đó của bệnh nhân là cái gì, và chúng ta sẽ chỉnh đổi cái phác đồ theo điều trị. Và thông thường người ta thấy rằng là chúng ta có thể kết hợp, nếu mà không có metronidazole và tetracycline chúng ta vẫn có thể dùng amoxicillin cộng levofloxacin, mà sau này người ta khuyên là nên dùng cộng thêm cái bismuth, thì người ta thấy rằng là cái hiệu quả điều trị nó sẽ gia tăng. Vì vậy mà sau này chúng tôi vẫn là dù cho chúng tôi dùng amoxicillin hoặc là kết hợp với levofloxacin, chúng tôi vẫn kết hợp thêm bismuth, thì tôi thấy là cái hiệu quả điều trị của bệnh nhân thường là nó sẽ đạt được cái kết quả tốt. Và trong trường hợp mà bệnh nhân vẫn thất bại thì trong trường hợp đó chúng ta bắt buộc phải nội soi để làm kháng sinh đồ, và tùy theo cái kết quả kháng sinh đồ và chúng ta chọn lựa cái kháng sinh cho nó phù hợp. Sau khi mà chúng ta điều trị rồi đó thì chúng ta phải làm cái ít nhất là phải ngưng kháng sinh. Chúng ta có thể là không cần cái test liền cái vi khuẩn liền đâu, mà chúng ta có thể uống thuốc PPI để duy trì cho bệnh nhân giảm những cái tác dụng phụ, giảm đi những cái triệu chứng đau xót ở thượng vị do hiện tượng tim rét vẫn còn đang tiếp diễn đó, thì chúng ta phải uống thuốc để cho nó giảm cái đau cho bệnh nhân. Rồi sau khi mà một tháng bệnh nhân ổn định, chúng ta sẽ cho bệnh nhân ngưng kháng sinh và ngưng thuốc PPI ít nhất là khoảng 2 tuần. Tại vì chúng ta đã ngưng kháng sinh một tháng rồi thì chúng ta sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cho mình ngưng thêm 2 tuần cái PPI để mà chúng ta sẽ test lại cái HB thì bằng hơi thở thì nó đạt được cái kết quả dương tính, nó sẽ tốt hơn. Rồi. Trong trường hợp mà một câu hỏi tiếp theo là nếu như mà bác sĩ lâm sàng nhận được kết quả nội soi của bệnh nhân là chỉ báo cáo là chỉ có viêm dạ dày, mà phần lớn kết quả nội soi đều trả lời như vậy mà HB thì dương tính, thì có cần thiết phải điều trị hay không? Xin mời bác sĩ Luân trả lời dùm cái câu hỏi này. Dạ kính thưa quý đồng nghiệp, thì đúng là thực tế chúng ta thấy rằng là
cái kết quả bệnh nhân mà đi vô khám với chúng ta với triệu chứng khó tiêu chẳng hạn như đầy bụng hoặc là đau thượng vị đó, thì rất là thường xuyên chúng ta nhận cái kết quả trả lời là viêm xung huyết hoặc là viêm phù nề. Thì theo cái đồng thuận hiện tại á, thì những cái bệnh nhân mà trả lời là viêm xung huyết hoặc là viêm phù nề á, mà có triệu chứng tiêu hóa đủ thỏa cái tiêu chuẩn ROM 4 thì chúng ta xếp đó là bệnh nhân đó vào cái nhóm khó tiêu chức năng. Một cái đặc điểm nữa mà cái đồng thuận Kyoto cũng nhắc chúng ta là nếu như mà chúng ta trả lời kết quả trả lời chúng ta là viêm trợt đó, thì chúng ta phải lưu ý tại vì những bệnh nhân viêm trợt nó sẽ tăng nguy cơ xuất hiện những cái tổn thương nặng hơn như là loét về sau, thành ra những bệnh nhân đó thì nên được xếp vào cái nhóm riêng chứ không nên được xếp vào khối tiêu chức năng. Mà xếp vào nhóm gì thì thực tế người ta cho đến hiện tại người ta vẫn chưa có nói. Một cái điểm nữa cũng cần lưu ý nữa là bây giờ giả dụ như chúng ta có triệu chứng tiêu hóa, chúng ta nội soi về thấy viêm xung huyết hoặc là viêm phù nề hang quỵ có nhiễm HB thì chúng ta có điều trị tiền sử HB hay không? Thì tất cả các đồng thuận hiện tại đều khuyên rằng là những bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn khó tiêu chức năng theo ROM 4 mà nếu có nhiễm Helicobacter pylori thì chúng ta nên điều trị tiệt trừ. Nhưng mà cái hiệu quả điều trị tiệt trừ thì nó chỉ thấy được làm giảm triệu chứng kéo dài, tức là giảm triệu chứng hơn 6 tháng ở khoảng 10% bệnh nhân thôi. Còn trong đa phần trường hợp thì chúng ta vẫn phải theo dõi và vẫn phải dùng những cái thuốc ức chế toan hoặc là prokinetic sau khi chúng ta điều trị tiệt trừ. Tuy là nó giảm ít như vậy nhưng mà thực ra cái điều trị tiệt trừ HB là cái điều trị tốt nhất mà chúng ta có trong tay. Còn tất cả những điều trị hiện tại khác, chẳng hạn như BBI, chẳng hạn như prokinetic thì là những cái điều trị triệu chứng thôi. Thành ra một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng là nếu đủ tiêu chuẩn khối tiêu chức năng nội soi về thấy viêm xung huyết mà viêm phù nề và có HB thì chúng tôi nghĩ rằng nên điều trị tiệt trừ, và cái điều trị tiếp theo sau đó tùy thuộc vào cái triệu chứng của người bệnh nhân. Xin hết. Câu hỏi tiếp theo thì xin dành cho bác sĩ Văn. Câu hỏi về cái vai trò của PPI trong điều trị H. pylori ở bệnh nhân mà có cái kết quả viêm teo dạ dày mà có cái độ pH dịch vị thấp thì như vậy thì chúng ta điều trị như thế nào? Bác sĩ Văn nghe rõ câu hỏi không? Tức là vai trò PPI trong điều trị H. pylori ở bệnh nhân mà bị viêm teo niêm mạc dạ dày có pH dịch vị thấp. Xin cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì cái bài viêm teo dạ dày thì bác sĩ Luân Khôi cũng nói khá là rõ rồi. Thì trong những trường hợp mà viêm teo dạ dày á, mà bệnh nhân có cái trình điều trị Helicobacter pylori thì cái vai trò của PPI là như thế nào? Đối với những trường hợp viêm teo dạ dày với cái độ pH dịch vị thấp, có nghĩa là pH nó giờ động khoảng 1 đến 2, thì thật ra cái vai trò của PPI như đã trình bày trong cái bài trình bày vừa rồi thì nó có đầy đủ tất cả những cái vai trò, nó hỗ trợ trong cái việc hiệp đồng điều trị kháng sinh, nó sẽ giúp cho cái việc nó sẽ giúp cho cái việc ức chế tiết axit, nó giúp cho việc tăng nồng độ kháng sinh, tăng cái tính thấm của kháng sinh, cũng như là giúp cho HB nhạy cảm hơn với lại cái vai trò của cái kháng sinh, và nó làm giảm cái MIC của kháng sinh. Thì hiện nay đối với lại cái vấn đề viêm teo mà trong điều trị thị trường HB thì theo khuyến cáo thì nó cũng không có khác biệt gì so với những trường hợp mà không có viêm teo trong cái phác đồ điều trị cũng như là trong cái việc sử dụng BBI. Đúng là khi mà đã có xác định là có vi khuẩn rồi đó thì chúng ta điều trị 2 tuần bằng cái phác đồ điều trị H. pylori đó thì người ta vẫn khuyến cáo sử dụng PPI liều cao là 2 lần một ngày để nó đảm bảo được cái khả năng mà kiểm soát axit để giúp cho cái thuốc kháng sinh chúng ta đã đạt được hiệu quả tối ưu và nó cũng sẽ hỗ trợ cho vấn đề điều trị kháng sinh. Và sau đó thì chúng ta mới sẽ không tiếp tục sử dụng PPI liều cao mà chúng ta có thể là sử dụng cái liều mà chuẩn để duy trì, để chữa những cái triệu chứng đau nóng rát của bệnh nhân, rồi chúng ta sẽ tiếp tục kiểm soát. Và có thể trong những trường hợp này thì chúng ta hãy nên kết hợp thêm những cái thuốc mà có tác dụng gọi là băng tráng niêm mạc, chẳng hạn như là khi bệnh nhân giảm đau, khi bệnh nhân đau nhiều thì thông thường chúng tôi không có tăng cái liều PPI mà chúng tôi kết hợp thêm những cái thuốc mà băng niêm mạc dạ dày, chẳng hạn như là sucralfate hoặc là những cái thuốc mà tạo một cái lớp tráng bảo vệ cho niêm mạc để mà giúp cho bệnh nhân giảm đi cái triệu chứng. Và chúng ta không nên dùng PPI liều cao vì cái tâm lý của thầy thuốc á, là khi mà thấy bệnh nhân còn đau là chúng ta cứ phải tăng cái liều PPI. Chúng ta biết là khi mà chúng ta tăng liều PPI nó cũng là có thể cũng không kiểm soát được hết đâu, mà nó làm tăng cái nguy cơ tác dụng phụ liên quan đến PPI. Vì chúng ta biết là có khi là cái niêm mạc nó đã nhạy cảm với PPI chứ còn không phải là do cái nồng độ axit trong dạ dày lúc đó mà nó
nó đã nó axit quá mà chúng ta phải kết hợp thêm những cái thuốc bảo vệ niêm mạc thì nó sẽ giải quyết cái triệu chứng bệnh nhân tốt hơn là chúng ta tăng cái liều PPI lên. Một câu hỏi khác dành cho tiến sĩ Công thì trong cái trong cái phần trình bày thì thấy có khuyến cáo dùng PPI cho bệnh nhân dùng NSAID kéo dài. Như vậy thì bệnh nhân mà tim mạch có dùng aspirin kéo dài đó thì có khuyến cáo dùng cái PPI để phòng ngừa biến chứng về tiêu hóa hay không? Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với trong bệnh lý tim mạch thì thường đa số là sử dụng aspirin liều thấp kéo dài để điều trị trong trường hợp bệnh nhân có bệnh lý mạch vành. Tuy nhiên trong những cái guideline của tim mạch người ta không có điều trị suốt đời và người ta có cái thời gian để điều trị. Nếu trên một bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch mà có sử dụng aspirin mà có cái bệnh lý về tiêu hóa, mình đánh giá yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta sẽ sử dụng cái kèm theo cái PPI để giúp cho vấn đề ổn định lại cái niêm mạc của dạ dày, hạn chế được cái những biến chứng của trên đường tiêu hóa. Do đó chúng ta có thể sử dụng và những cái hướng dẫn của cái guideline điều trị phòng ngừa xuất huyết thì người ta nói rằng đối với khi sử dụng thuốc NSAID mà trên những đối tượng này chúng ta phải kèm với PPI cho đến khi nào mình ngưng cái thuốc NSAID thì mình mới ngưng được cái PPI. Liên quan đến cái vấn đề tim mạch mà chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng thích hợp tiêm cầu như là aspirin hoặc clopidogrel thì chúng tôi cũng có một số cảnh báo đối với các bác sĩ nội tổng quát, bác sĩ tim mạch cũng như bác sĩ tiêu hóa. Thì khi chúng ta đã quyết định mà sử dụng những cái thuốc mà kháng cái tập tiêu cầu mà dài hạn thì chúng ta nên tầm soát coi bệnh nhân có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori không. Nếu có chúng ta nên tiệt trừ để nó hạn chế cái nguy cơ mà chúng ta sử dụng các cái thuốc mà ức chế tập tiêu cầu nó sẽ gây ra biến chứng sốt tiêu hóa. Và nếu bệnh nhân không có tiền sử loét, không có đau dạ dày thì thật ra người ta không khuyến cáo là chúng ta giống như điều trị gọi là thường quy, hãy mà có sử dụng cái clopidogrel mà chúng ta bắt buộc phải kết hợp ngay với lại PPI. Mà khi nào bệnh nhân có tiền căn mà bị loét dạ dày hoặc là có cái tiền căn xuất huyết tiêu hóa thì những cái ca đó là nguy cơ thì chúng ta bắt buộc phải dùng các thuốc ức chế tiết acid để kiểm soát. Và cái quan trọng nhất mà một số bác sĩ tim mạch không để ý là cứ cho bệnh nhân uống clopidogrel theo kinh nghiệm khuyến cáo của bên tim mạch nhưng mà không tầm soát hoặc không để ý đến vấn đề dạ dày, đến khi bệnh nhân ói ra máu rồi lúc đó mới mời bác sĩ tiêu hóa tới là để xử lý cái hậu quả của cái chuyện mà sử dụng các cái thuốc mà kháng viêm hoặc là cái thuốc mà ức chế tập tiêu cầu. Do đó chúng ta cần phải có một cái sự mà đánh giá ngay từ đầu để chúng ta hạn chế những cái biến chứng. Và khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc PPI để điều trị kéo dài chẳng hạn như là để mà điều trị cái trào ngược về thực quản hoặc là uống cái dự phòng PPI các cái thuốc NSAID lâu dài đó thì chúng ta cũng nên tầm soát coi nhiễm vi khuẩn hay không. Vì người ta thấy rằng là nếu như bệnh nhân đã bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori mà chúng ta không chữa mà chúng ta dùng PPI liều cao kéo dài đó, thì nó có thể là gây ra tăng cái nguy cơ làm cho viêm teo niêm mạc dạ dày nó nặng lên và nó có cái nguy cơ biến chứng về ung thư về sau. Vì vậy mà chúng ta khuyên rằng là nên có một cái sự chuẩn bị tầm soát đánh giá những cái nguy cơ để chúng ta có một cái dự phòng ngay từ đầu chứ không đợi khi xảy ra biến chứng rồi chúng ta mới điều trị thì nó không đạt được hiệu quả. Một câu hỏi tiếp theo cũng xin dành cho tiến sĩ Công là khi sử dụng cái NSAID là corticoid kháng đông, corticoid hoặc là thuốc kháng đông mà có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa thì dùng PPI để ngừa thì là đúng nhưng mà có ngừa được cái xuất huyết tiêu hóa dưới hay không? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trong cái bài đã nói rằng đối với trường hợp dùng NSAID vẫn có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa dưới với tần suất là 0.8%. Đây là tỷ lệ rất là nhỏ. Do đó mà đối với hiện nay đối với ngừa thì chúng ta làm cái gì? Bây giờ thì cũng chưa có một cái đánh giá về cái hiệu quả mà để ngừa cho đứng với xuất huyết đường tiêu hóa dưới. Mà đối trước khi chúng ta cho thuốc chúng ta phải xem lại cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, coi thứ bệnh nhân này có cần điều trị hay không, điều trị thời gian bao lâu. Và
chúng ta điều trị như thế nào, thì lúc đó mình sẽ điều trị thời gian ngắn thôi, chứ mình không có điều trị cái thời gian dài. Còn nếu trường hợp mà đối với những cái bệnh nhân mà cần thuốc NSAID để điều trị lâu dài, mà khi có cái dấu hiệu đó thì chúng đầu tiên chúng ta phải ngưng cái thuốc NSAID và chúng ta phải tầm soát lại coi thử là cái tổn thương này có phải là tổn thương đường hô hấp dưới hay không, mà chúng ta sẽ điều trị cái xuất huyết đường hô hấp dưới. Đối với cái kinh nghiệm mà cái xuất huyết đường hô hấp dưới cũng có nhưng tỷ lệ rất là ít, cũng xin phép thầy có những kinh nghiệm nào để trong trường hợp điều trị phòng ngừa cho những cái bệnh nhân mà NSAID mà xuất huyết đường hô hấp dưới mà trước khi mà xảy ra cái biến chứng này ạ? Thật ra thì cái suối tiêu hóa dưới là những cái vấn đề mà người ta ghi nhận sau này khi mà người ta cho bệnh nhân sử dụng những cái camera, những cái capsule mà để nội soi mà qua cái viên nang đó, thì người ta phát hiện là những bệnh nhân sử dụng cái NSAID mà dài hạn đó, ngoài cái biến chứng mà trên đường tiêu hóa trên là chúng ta đã nắm rất là rõ rồi, thì người ta thấy rằng nó vẫn có những cái tổn thương loét rải rác nằm ở cái đường tiêu hóa dưới, đặc biệt ở đại tràng, và có thể nó có những cái nguy cơ chảy máu rỉ rả mà chúng ta không có cái đánh giá được. Thì qua một số những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái vai trò của cái ripamipine thì nó cũng có thể cải thiện được bớt cái tình trạng mà viêm liên quan đến NSAID, mà nó không phải chỉ tác dụng ở dạ dày không, mà nó tác dụng trên cả luôn của cái đường niêm mạc của cái đường tiêu hóa dưới. Chính vì vậy mà những cái ca mà khi sử dụng những cái thuốc kháng viêm lâu dài mà có cái nguy cơ có cái ảnh hưởng mà có liên quan đến cái đường tiêu hóa xuất huyết từ đường tiêu hóa dưới, thì người ta có thể dùng những cái thuốc bảo vệ niêm mạc, kháng viêm trên niêm mạc, mà cụ thể là ripamipine. Mặc dù là cái nghiên cứu nó không nhiều, nhưng mà một vài nghiên cứu ở Nhật thì người ta cũng ghi nhận là có một cái vai trò của ripamipine trong cái bảo vệ niêm mạc ở cửa đường tiêu hóa dưới. Còn hiện tại thì chúng ta cũng chưa có những cái thuốc gì cụ thể để điều trị những cái trường hợp này. Câu hỏi liên quan đến về xuất toán bảo hiểm y tế. Cái này thì đây là một cái vấn đề mà cũng rất là nhạy cảm và chúng ta cũng rất là lo lắng. Thì một đồng nghiệp có hỏi rằng là hiện nay thì khi dùng cái PPI để dự phòng NSAID thì có được bảo hiểm y tế thanh toán hay không? Và Bộ Y tế hiện tại có những cái hướng dẫn điều trị nào để mà hợp thức hóa cái vấn đề bảo hiểm hay không? Thì thật ra thì theo tôi biết là trong cái chỉ định sử dụng cái PPI đó thì nó có cái chỉ định là dự phòng trong cái loét của NSAID. Do đó mà chúng ta vẫn được bảo hiểm y tế thanh toán khi mà chúng ta có dự phòng trong cái điều trị NSAID, với điều kiện là chúng ta phải ghi rõ là dự phòng loét trong NSAID mà nó có cái mã số cái mã ICD về cái điều trị này. Và đồng thời còn chúng ta lưu ý rằng là cho tới nay thì chưa có cái khuyến cáo mà dùng PPI để phòng ngừa biến chứng là loét do corticoid. Do đó mà hiện nay thì một số các cái đồng nghiệp mà ở các cái chuyên khoa mà sử dụng corticoid nhiều, chẳng hạn như là bên chuyên khoa thận thì những bệnh nhân hội chứng thận hư, hay là những cái bệnh nhân mà ở đau khớp mà bị mà sử dụng corticoid, thì hiện tại vẫn chưa có những cái gọi là cái hướng dẫn của Bộ Y tế về cái corticoid. Do đó mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Do đó thì nếu cần sử dụng thì chúng ta phải có một cái mã số khác để mà chúng ta thay thế cho vấn đề sử dụng cái PPI này. Nói thêm về vấn đề này. Đối với PPI mà điều trị trong vấn đề những bệnh lý tiêu hóa mà không phải bệnh lý trong ngực dạ dày thực quản, không phải loét dạ dày, không phải loét tay tràng, khi các bạn cho PPI vô chắc chắn là sẽ xuất toán nếu không có cái mã ICD phù hợp. Do đó mà hiện nay thì trên khoa chấn thương chỉnh hình hay là những bệnh lý mà khoa cơ xương khớp sử dụng PPI rất nhiều để phòng ngừa tác dụng phụ của NSAID, thì gần đây khoảng 3 năm nay thì Bộ Y tế đã cho phép sử dụng cái PPI để phòng ngừa trong trường hợp dùng thuốc NSAID, như các bạn thấy ghi rõ trong hồ sơ và có mã ICD. Các bạn hãy lên chỗ cái mã ICD của Bộ Y tế và mình có đánh vào cái mã đi sơ đúng đó thì người ta mới thanh toán, còn không thì chắc chắn là xuất toán. Và cái thứ hai là lý với dùng cọt huyết thì hiện nay cái tỷ lệ mà cọt huyết nó gây ra cái biến chứng cái ERR nó có 2 chấm này, rất là ít, cho đó mà không phải là một cái thường quy mình điều trị.
Do đó mà đối với những cái dùng quản lý cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến một cái khó tiêu chức năng. Mà khó tiêu chức năng thật sự ra trong cái hướng dẫn điều trị thì lại có dùng BBI, nhưng mà Bảo hiểm y tế lại không đồng ý và chú toán. Do đó các bạn phải ghi một cái, muốn mà không chú toán, các bạn khi ghi một cái bệnh lý tiêu hóa nào đó mà cho quyết định được BBI thì mới không chú toán. Thì đó là một cách lách luật thôi. Còn lý với hiện tại thì như vậy, nhưng mà sau này chắc chắn là Bộ Y tế sẽ chỉnh lại để cho mình điều trị phù hợp, chứ không là cái khi mà thống kê lại thì cái sự bệnh tật thì nó sẽ thay đổi. Hầu như trong hiện nay thì hầu như ở bệnh viện nào cũng cái gợt là đứng hàng đầu trong cái bệnh lý đường tiêu hóa, thành như cái nào cũng là gợt, cách mặc dù không phải là triệu chứng của gợt. Thật ra thì chúng ta về trong tương lai chúng ta cũng sẽ có những cái kiến nghị để điều chỉnh lại một số những cái phát đồ ra trong cái điều trị. Tại thật ra thì Bộ Y tế có thể có rất nhiều những cái vấn đề mà cần phải giải quyết khẩn cấp, do đó mà phải tùy theo từng chuyên khoa, chúng ta có những cái kiến nghị thì người ta sẽ xem xét để mà chúng ta điều chỉnh lại những cái chỉ định. Còn khi bộ phận bảo hiểm y tế thì họ sẽ chỉ căn cứ vào những cái hướng dẫn chỉ định hoặc là theo những cái thông tư và về khuyến cáo điều trị, và người ta cứ chiếu vào đó để mà người ta quyết định về cái xuất toán thôi. Chứ còn do đó mà có thể là trong tương lai chúng ta sẽ có những cái kiến nghị để mà phù hợp. Chứ còn mà trong cái tình huống cấp bách thì chúng ta chỉ có gọi là hợp thức hóa để tránh những cái tổn hại liên quan đến cái chuyện mà tức là vừa giúp cho bệnh nhân đạt được cái mục tiêu điều trị mà tránh được những cái tổn hại liên quan đến cái xuất toán. Có một cái câu hỏi là về cái phác đồ điều trị H. pylori. Thì có nhiều bệnh nhân đã từng sử dụng các phác đồ điều trị H. pylori, có cả cái điều trị phác đồ 4 thuốc có bismuth, nhưng mà kết quả thì vẫn là HB dương tính. Như vậy thì khi điều trị lại đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái kháng sinh đồ, hay là nếu có kết quả sinh đồ thì sẽ phối hợp kháng sinh như thế nào? Thì giống như cái phần chúng tôi có trình bày là khi mà bệnh nhân đã bị thất bại một hai lần điều trị thì chúng ta phải hỏi kỹ về cái quá trình sử mà bệnh nhân sử dụng thuốc gì. Chúng ta cần hỏi bệnh nhân đưa xem cái toa, và có những trường hợp nhiều khi những cái thuốc đó bệnh nhân đã dùng rồi nhưng mà sử dụng không đúng cách, không đúng liều lượng. Vì tôi thấy là rất nhiều những cái trường hợp đồng nghiệp trong phác đồ 4 thuốc á, là vì uống thuốc nhiều quá, do đó mà có nhiều đồng nghiệp là cắt bớt cái liều, và thậm chí chúng ta biết là ngay thậm chí là cái metronidazole cho uống có 250mg một viên nhân 3, và chúng ta biết là với uống như vậy đó thì cái hiệu quả mà kiểm soát cái vi khuẩn nó sẽ không có đạt yêu cầu. Do đó mà cái phác đồ mà sử dụng cái metronidazole thì chúng ta phải sử dụng liều cao từ 1,5g cho đến 2g, và để giảm bớt số lượng viên thì thông thường chúng tôi hay chuyển sang cái nhóm tinidazole để mà giảm đi cái số lượng viên. Tại cái viên thuốc tinidazole nó là 500mg thì chúng ta có thể uống 3 viên hoặc 4 viên. Và cũng có một cái đồng nghiệp hỏi rằng là trong cái phác đồ mà 4 thuốc đó thì nên uống 2 lần hay là 4 lần. Thì thông thường trên thực tế thì đối với kháng sinh và bismuth thì tôi thường là khuyên bệnh nhân chia ra uống 4 lần, chia đều ra 4 lần, và sáng, trưa, chiều và tối gần đi ngủ uống một cử. Và như vậy đó thì khi uống chia làm 4 lần đó thì cái tác dụng phụ liên quan đến kháng sinh bệnh nhân nó sẽ giảm đi, và bệnh nhân dễ dung nạp hơn. Tuy nhiên nó chỉ có một cái phiền là bệnh nhân phải nhớ uống nhiều lần trong ngày. Còn cái PPI thì chúng ta chỉ cần uống sáng và chiều trước ăn 30 phút thôi. Còn các kháng sinh và cái bismuth trong cái phác đồ điều trị thì chúng tôi khuyên bệnh nhân là uống 4 lần. Và có đó cũng là có những cái khuyến cáo trên thế giới, người ta vẫn khuyên là uống 4 lần thì để giảm đi những cái tác dụng phụ liên quan đến thuốc. Cái quan trọng là chúng ta làm sao để tăng được cái sự tuân thủ của bệnh nhân thì nó mới đạt được hiệu quả tối đa. Có một cái câu hỏi tiếp theo là liên quan đến phụ nữ có thai thì chúng ta nên điều trị như thế nào? Cái này câu hỏi chung chung là điều trị cái gì? Điều trị H. pylori hay là điều trị NSAID? Nhưng mà chắc có lẽ là câu hỏi của bạn đặt ra là phác đồ điều trị cho phụ nữ có thai. Thì thật sự đối với phụ nữ có thai thì tốt nhất là chúng ta không chữa gì hết. Tại vì chúng ta biết là tất cả các kháng sinh thì nó sẽ
là đều có ảnh hưởng trên 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 bào thai, và đặc biệt là metronidazole. Cái nhóm metronidazole là cực kỳ nguy cơ đối với thai kỳ, do đó mà chúng ta không dùng. Nếu bây giờ mà bệnh nhân phát hiện có thai thì chúng ta chỉ điều trị triệu chứng thôi, và chúng ta có thể là cho bệnh nhân sử dụng những cái thuốc băng niêm mạc, là cái thuốc bảo vệ niêm mạc, là cái thuốc nó ít có những hấp thu vô trong cơ thể và nó chỉ tác dụng tại chỗ thì nó sẽ ít có gây ra ảnh hưởng trên thai. Và nếu bệnh nhân mà không kiểm soát được cái triệu chứng đau lắm thì chúng ta có thể sử dụng cái PPI mà cái liều liều vừa phải thôi, tức là cái liều chuẩn là một viên buổi sáng thôi, và cho bệnh nhân ổn định cái tình trạng mà thai kỳ và cái triệu chứng một thời gian, hướng dẫn bệnh nhân cái chế độ ăn uống, hạn chế ăn quá no và không ăn thức ăn chua cay vân vân, để hạn chế kích thích của dạ dày. Đến khi mà bệnh nhân sanh xong rồi thì lúc đó sau đó chúng ta mới quyết định chuyện điều trị H. pylori sao. Chứ còn mà trong thời gian thai kỳ thì tuyệt đối là không dùng cái phác đồ gì để điều trị H. pylori cả, vì các kháng sinh đều có nguy cơ cả. Chúng ta còn khoảng chừng 4 phút để mà cái phần thảo luận. Do đó thì vì chúng tôi đã dành cái thời gian cũng khá nhiều để cho quý đồng nghiệp chia sẻ những cái câu hỏi của chúng ta, thì hiện tại chúng tôi nhận được câu hỏi thì rất nhiều, do đó mà cũng không thể nào mà trả lời hết tất cả mọi cái câu hỏi, thì chúng tôi cũng sẽ chọn ra một vài cái câu hỏi là câu hỏi dành cho bác sĩ Đặng Minh Luân. Thì xin bác sĩ Luân chia sẻ thêm cái kinh nghiệm điều trị bệnh nhân viêm dạ dày và viêm teo niêm mạc mà có nhiễm H. pylori. Thì sau khi mà điều trị khỏi H. pylori đó thì khoảng 1-2 năm đầu kết quả nội soi là viêm dạ dày. Bệnh nhân thì là không thể ăn uống bình thường được. Khi đau thì bệnh nhân có thói quen sử dụng PPI một thời gian ngắn, rồi khoảng 1-2 tuần sau đó thì ngưng. Như vậy điều trị như vậy thì có nguy hiểm gì không? Mời bác sĩ Luân. Xin cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì giống như lúc nãy chúng tôi có trình bày đó, thì khi mà bệnh nhân mà có teo đi mà dạ dày á, thì chúng ta cố gắng phân tầng bệnh nhân là cái teo hoặc là cái chuyển sang ruột này đó là khu trú hay là lan tỏa, thì chúng ta mới có kế hoạch theo dõi nội soi cho phù hợp được. Một cái chuyện thứ hai chúng tôi cũng muốn nhắc ở đây á, là nếu mà cái bệnh nhân đã trị được HPV thành công rồi mà có teo, thì thông thường chúng ta điều trị các cái thuốc mà chúng ta rất là mong chờ rằng là cái teo hoặc là cái chuyển sang ruột này nó phục hồi, thì thực tế mà các cái nghiên cứu cho thấy là nếu bệnh nhân đã có chuyển sang ruột rồi thì khả năng phục hồi khá là thấp. Riêng đối với cái teo khu trú á, thì bệnh nhân có thể phục hồi được, nhưng mà tỷ lệ nó cũng không có phải là 100%. Thành ra thực tế là chúng tôi giải thích với bệnh nhân là 50-50 thôi, chứ cũng không phải là 100%. Những cái teo lan tỏa thì thường cũng không có hồi phục. Thành ra nếu chúng ta đánh giá bệnh nhân là một cái teo lan tỏa hoặc là một cái chuyển sang ruột rồi thì thường rất là khó hồi phục trên thực tế, và thường chúng tôi hay sử dụng các cái thuốc Ribamibide để cải thiện phần nào cái tình trạng cho bệnh nhân thôi. Thực tế chúng tôi cũng thấy rằng là khi mà bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu, nội soi ra có viêm teo hoặc chuyển sang ruột mà bệnh nhân phải điều trị cái tiền đường HB xong, bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, thì câu hỏi tiếp theo rằng là liệu chúng ta dùng BBI nó có làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày hay không. Thì thực ra các cái nguy cơ ung thư dạ dày khi chúng ta dùng BBI ở những bệnh nhân mà có viêm teo đó, cái kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy là nó vẫn còn bàn cãi. Và nếu như mà nó có đó thì tập trung chủ yếu ở cái nhóm mà có HB dương, chứ còn cái nhóm có HB âm thì thường là ít ảnh hưởng. Thành ra trong cái tình huống này á, nếu bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta cố gắng xử lý cái triệu chứng nó bằng các cái thuốc giống như Phó giáo sư Hoàng có chia sẻ. Chúng ta cố gắng phối hợp dùng BBI liều thấp nhất có thể, kèm theo những cái thuốc băng niêm mạc, những cái thuốc prokinetic để cải thiện triệu chứng cho người bệnh nhân, hơn là chúng ta cố gắng dùng cái BBI liều thật cao để cố gắng kiểm soát cái acid cho bệnh nhân, thì đó là chuyện không nên. Một cái lựa chọn khác chúng ta có thể xem xét là chúng ta có thể điều trị BBI theo kiểu ngắt quãng, tức là on demand, tức là khi nào bệnh nhân triệu chứng nhiều lên thì chúng ta sử dụng BBI, và khi mà chúng bệnh nhân triệu chứng giảm đi, chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc khác như là anti-H2 hoặc là các thuốc băng niêm mạc. Tại vì cái nghiên cứu cho thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng anti-H2 trên những bệnh nhân có viêm teo đó thì không làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày cho bệnh nhân. Đó là những cái chiến lược mà chúng ta có thể cân nhắc xử lý cho bệnh nhân. Thầy xin hết. Câu hỏi chắc là tôi để dành câu hỏi cuối cùng cho bác sĩ Công. Xin bác sĩ Công cho biết là thứ tự ưu tiên dùng các thuốc giảm đau khi mà bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa do da loét. Câu hỏi cũng khá quá. Đối với thứ tự ưu tiên để vấn đề mà điều trị giảm đau trên bệnh nhân có tiền căn xuất huyết tiêu hóa. Như vậy đối với thứ nhất là bệnh nhân có tiền căn xuất huyết tiêu hóa là có loét rồi,
nghĩa là một trong những yếu tố nguy cơ cao. Và chúng ta thấy rằng nếu trường hợp mà bệnh nhân dùng thuốc NSAID mà trên bệnh nhân yếu tố nguy cơ cao thì cái tỷ lệ thì cái yếu tố nguy cơ mà gây ra biến chứng viêm và loét hay là xuất huyết tiêu hóa lên tới 9 lần so với những nguyên nhân khác. Như vậy đứng trước bệnh nhân mà có triệu chứng mà đau á, như vậy mình sử dụng những thuốc NSAID nào? Nếu với những trường hợp mà đau nhẹ nhẹ thì thôi mình đừng có dùng thuốc NSAID, làm gì mình dùng aspirin đi, paracetamol đi thì nó hết đau hình nhân. Còn những cái trường hợp nào mà mình sử dụng ví dụ là thấp khớp hay là viêm khớp dạng thấp gì đó mình cần dùng NSAID thì chúng ta sẽ dựa vào cái tần suất nguy cơ chảy máu mà trong cái bảng hồi nãy có ghi đó, thì trong đó cái silicosis nó chỉ có R nhưng 0.1%. Do đó mình dựa vào cái bảng đó mình xem coi thử là yếu tố nguy cơ cao bao nhiêu thì mình sẽ sử dụng những theo cái thằng điểm đó. Và đồng thời khi mình sử dụng mình xem coi thứ bệnh nhân này nè có cái tình trạng nguy cơ cao nào hay không để mình bảo vệ cái dạ dày bằng cách là dùng cái bia kèm theo để không có bị xuất huyết. Nhưng mà những đối tượng này cũng phải cần theo dõi rất là kỹ về vấn đề bệnh nhân có đau hay không, bệnh nhân đi cầu như thế nào, bệnh nhân có mạch cái nhanh hay không, thấy cái dây xanh sao hay không. Và khi mà có đó mình phải lập tức để mình kiểm tra coi có tổn thương này không để mình có điều trị kịp thời, chứ không để xong mình cứ mình uống mình không có chú ý thì dẫn đến sau này nó dẫn đến rác, dẫn đến xuất huyết, dẫn đến luôn dạ dày. Đó là một cái điều mà mình không mong muốn. Chúng tôi cũng muốn bổ sung thêm là trong một số trường hợp bệnh nhân mà đau cấp tính thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái nhóm thuốc paracetamol kết hợp với lại cái tramadol, tức là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng nếu mà bệnh nhân có cái nguy cơ xuất huyết thì chúng ta có thể sử dụng cái nhóm thuốc đó thì nó ít ảnh hưởng trên đường tiêu hóa. Tuy nhiên khi sử dụng lâu dài những cái thuốc mà có cái chế phẩm mà dẫn xuất từ cái opioid, tức là cái thuốc áp phiện đó, thì chúng ta cần phải lưu ý hạn chế cái nguy cơ mà gây nghiện hoặc là những cái tác dụng phụ liên quan khi chúng ta sử dụng lâu dài. Vì vậy mà chúng ta cũng phải có những cái thuốc để thay thế, nhưng mà chúng ta cũng không nên lạm dụng và chỉ điều trị theo cái từng đợt và theo yêu cầu, và cũng thể kết hợp những cái biện pháp hỗ trợ khác, ví dụ như là những cái biện pháp mà điều trị hỗ trợ thì để mà cho nó giảm đi cái triệu chứng đau bên cạnh cái thuốc mà kháng viêm giảm đau. Kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp, thì như vậy chúng ta đã có một cái thời gian nghe cái chương trình đào tạo liên tục kèm với lại cái phần thảo luận rất là sôi nổi. Chúng tôi nhận được là trên 50 câu hỏi của đồng nghiệp liên quan đến cái bốn cái chủ đề mà chúng ta đã được nghe các báo cáo viên trình bày hôm nay. Thì đây là những cái vấn đề rất là thực tế, vì nó liên quan đến cái vấn đề chúng ta sử dụng điều trị H. pylori hàng ngày. Mặc dù là cái điều trị H. pylori hiện tại chưa có cái phác đồ gì mới hơn, nhưng chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải chọn cái phác đồ cho nó chuẩn xác trong vấn đề điều trị, và dựa vào thứ nhất là sự tuân thủ của bệnh nhân, thứ hai kiểm soát tốt cái acid, và thứ ba là chọn những phác đồ phù hợp và kháng sinh mà chúng ta có thể là thấy đạt được cái hiệu quả mà tối ưu. Thì hiện tại cái phác đồ bốn thuốc có chứa bismuth, tetracycline và cái metronidazole là đạt được cái hiệu quả tiệt trừ trên 90%. Và cái phác đồ thứ hai chúng ta có thể sử dụng là amoxicillin cộng với lại levofloxacin và PPI. Và nếu mà chúng ta muốn tăng cái hiệu quả, chúng ta có thể kết hợp thêm bismuth. Thì đó là hai cái phác đồ mà cho tới bây giờ nó vẫn đạt được cái tỷ lệ thành công cao. Và nếu mà vẫn không đạt được hiệu quả thì ta bắt buộc phải dựa vào kháng sinh đồ, và tùy theo kết quả sinh đồ mà chúng ta sẽ chọn lựa kháng sinh phù hợp. Và vấn đề thứ hai tiếp theo, khi chúng ta đã điều trị tiệt trừ vi khuẩn rồi thì chúng ta phải có một cái chiến lược theo dõi lâu dài, nhất là vấn đề mà dự phòng cái biến chứng và ung thư. Không phải tất cả ca nào cũng sẽ là bị ung thư sau khi mà nhân bị nhiễm H. pylori, và cái quan trọng là chúng ta nên chữa sớm, đừng để cái niêm mạc dạ dày nó chuyển sang cái giai đoạn gọi là chuyển sản nặng hoặc là loạn sản rồi đó, thì cái nguy cơ mà hồi phục cái nguy cơ ung thư nó sẽ rất là kém, và cái khả năng hồi phục của cái niêm mạc dạ dày nó rất là kém. Do đó mà mặc dù chúng ta đã tiệt trừ khỏi vi khuẩn rồi nhưng mà bệnh nhân vẫn có cái nguy cơ tiến triển đồng mắc cái ung thư, do đó chúng ta cần phải thận trọng. Và thứ ba là chúng ta lưu ý rằng là dù cho cái phác đồ điều trị H. pylori thì chúng ta chọn kháng sinh đúng, nhưng mà cái vai trò của PPI là một cái điều trị không thể thiếu được trong tất cả các phác đồ điều trị H. pylori, vì nó có cái vai trò là kiểm soát cái acid, giúp cho cái kháng sinh nó phát huy tốt cái hiệu quả.
và nó hỗ trợ cho vấn đề tăng cường cái khả năng tính thấm của kháng sinh và cái sự nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh để tăng cái hiệu quả điều trị. Và cuối cùng, cái chủ đề mà liên quan đến chọn lựa những cái loại mà kháng viêm cho nó phù hợp để điều trị hạn chế cái biến chứng của loét do cái sử dụng cái NSAID lâu dài, và cái việc mà kết hợp với lại những cái PPI mà theo một cái chiến lược hợp lý, nó sẽ giúp cải thiện được tất cả những cái biến chứng của bệnh nhân. Và thông thường là chúng ta cũng phải có cái sự theo dõi và điều chỉnh thuốc kết hợp để hạn chế những biến chứng. Kính thưa tất cả các quý vị, như vậy thì chúng ta đã nghe tất cả những cái bài báo